Xin chào mọi người đang xem kênh Hỷ Sơn TV. Hôm nay mời mọi người cùng đi chợ với mình và xem chợ Hàn Quốc có gì đặc biệt không nhé. Rất là nhiều người có tuổi này, mấy cụ già bán hàng rau có hành. Và đây là một quầy bán cá, tôm này, cua này. Mùa đông cho nên là không còn để tủ đá. Cá nó cũng, cá tôm là đông hết rồi nè. Chỗ này cũng là chỗ bán cá này. Đây là ông bán xe. Ông đi xe bán mấy cái con nghêu, con ngao ở biển á. Mua ở những cái xe như thế này rất là rẻ mọi người ạ. Hầu như là toàn người có tuổi bán rau có các loại này. Người trẻ hiếm lắm. Mọi người biết đây là gì không? Đây là hồng phơi khô. Hồng phơi khô người ta treo như này người ta bán. Ăn dẻo ngon này loại này. Đấy, nhìn ngon chưa? Bên này sắp sửa Tết Nguyên Đán ấy, người ta hay mua cái hồng khô này về cúng này. Lại một xe bán sò điệp này. Ông này bán chắc bán gần hết rồi sao ấy, nhìn không còn mấy. Đấy, à không phải sò điệp mà là sò lông à? Sau này gọi là sò lông hay sao ấy. Loại nhỏ này. Còn đây là hàu này. Ruột hàu. Một cụ già đang bóc hành để bán này mọi người. Hành này được gọi là hành ba rô này mọi người ơi. Ở bên Hàn ấy người ta cái hành lá nhỏ như ở mình ấy thì người ta chủ yếu làm kim chi. Làm kim chi với lại chủ yếu là làm kim chi thôi. Còn trong các món ăn ấy lúc chế biến thì người ta thường dùng cái loại hành to này. Đấy, đang bóc. Cụ già trông có vẻ nhiều tuổi lắm rồi. Vất vả chưa? Mùa đông đang ngồi bóc hành bán này. Tiếp theo là đến hàng cua, mực này. Đủ các loại hải sản. Đấy, đậu phụ rồi các loại rau. Chỗ này là bán hải sản tươi sống. Cái nhà này bán hơi đắt. Tại vì người ta hay bán đồ tươi. Còn vừa nãy mấy cái cụ già thì bán những hàng đông đá cho nên nó rẻ hơn. Cá như dạng cá biển này mọi người. Thank you.
Đây là quán thịt lợn. Thịt lợn ở chợ người ta bán rẻ hơn ở siêu thị nhiều. Xương này, mua cái xương này mà hầm nấu bún. Đi vào chợ một tìm một người trẻ ít tuổi rất là hiếm mọi người ạ. Hầu như là toàn người có tuổi ấy. Hôm nay người ta đi mua đồ về để chuẩn bị cúng Tết Nguyên Đán này mọi người. Thì ở bên này những cái lúc cúng bái ấy, là người ta hay dùng mấy cái loại cá này này. Cá để thờ cúng. Cái chợ này mình đang ở cái chợ này là 5 ngày người ta mới họp chợ một lần nhá. Không phải là ngày nào cũng có những cái chợ khác. Và những ngày nào họp chợ đến đây người ta bán rẻ lắm. Củ cải nhỏ ngon quá. Cái này là ở biển, dạng giống như cái cây rong biển đó. Cái này như thế mà không biết tên. Nhộn nhịp chưa? Nho ngon chưa mọi người ơi? Quả này là quả kiwi hay là nho Mỹ này? Trời, tí nó quay lại mua không được. Cherry ngon cho mọi người ơi. Cherry가 한 근에 6,000원, 두 근에 10,000원. 6 lạng là 120.000 tiền Việt. Ông này ông bán rẻ này. Thử hỏi nho xem bao nhiêu nhá. 빨간 포도 얼마예요? 포도요? 네. 아, 네. 1 thùng to như này là 200.000 tiền Việt này mọi người. Không phải là một thùng mà là một rổ nhỏ. Loại nhỏ thì 100.000. 이거 한 마리 얼마 돼요? 만 원. 만 원. 만 원은 200.000 mọi người. 또 싸게 드리는 거예요. 두 개만 원이라고요? 엄마. 두 개 만 원. 1 một quả 100.000. 써 보였어. 이쁘게 찍어요. 맛있겠다. 추워서. Con này là con nhộng mà. Bên này người ta cũng ăn nhộng. Có cái ốc nữa này. Ốc dài, chắc là không ngon bằng ở Việt Nam. Đấy, bánh bao cũng có luôn. Đây là bánh gạo. Và bên này người Hàn là hay ăn cái bánh này này, mùa đông này. Đấy, bánh gọi là bánh cá chép đấy. Đấy, ông ấy làm nướng này. Một nghìn ba cái, 20.000 ba cái, tính đến tiền Việt mình là 20.000 ba cái. Đấy, rải thịt, rải bột lên rồi cho đỗ đen, đỗ đỏ. Xong rải thêm một lần nữa. Đấy, đợi nó chín. Mùa đông là món này không thể thiếu đâu. Đây là bánh chả cá nướng này mọi người ạ. Loại này người ta làm như cả xúc xích này. Chả cá cuộn. Hai vợ chồng nằm cùng. Kim chi cải thảo này mọi người, ngon chưa này?
kim chi củ cải. Kim chi à? Đây cũng là kim chi củ cải mà loại người ta thái dài như thế này. Đây là kim chi hành, hành ta đó. Và đây cũng là củ cải. Đấy. Thì mọi người ơi, hôm nay mình quay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào mọi người.